lại với Hà nha. Rất vui gặp gỡ mọi người trong video hôm nay. Bữa nay thì Hà sẽ lên cả mẫu Exeter và cả mẫu Winner cho mình tham khảo ha. Cái mẫu Exeter 155 này á, là bên Hà Sơn 3D á. Mọi người nhìn thấy cái tem nó rất là lạ đúng không? Tem Movita này á, từ đời 2018-19 là đã có rồi của dòng E 150 á. Nhưng mà qua 155 thì không có sản xuất nữa. Và bên Hà sẽ lấy cái ý tưởng thiết kế từ đó để bên Hà thiết kế lên cái phần tem và họa tiết cho em này. Thì em này nền chủ đạo là màu trắng ha, họa tiết là màu đỏ. Movita thì cái chữ M là cái chữ đầu tiên á, nên là lấy ký hiệu M luôn nè mọi người. Đây là logo của Yamaha nha. Rồi phía sau thì bên Hà cũng chỉ để phần tên của xe là chủ yếu. Nói chung là bên Hà thiết kế tem xe chọn các phương án là đơn giản, dễ sử dụng hơn ha. Đây là phần mảng và mặt nạ được thiết kế như thế này. Còn ví dụ như mình thích cái nền trắng nhưng mà mình thích phối tem khác thì mình có thể đặt nha. Hà nhận sơn theo yêu cầu nhưng mà nhớ là phải cọc trước giùm Hà nha. Rồi xe này á thì sẽ có hai phiên bản chính, đó là phiên bản chìa khóa và khóa thông minh. Và cái chiếc này á, hiện tại bên Hà đang độ là độ lên bản chìa khóa nha cả nhà. Và dòng xe này thì đang có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn tại cửa hàng của Hà. Thì bây giờ Hà sẽ dẫn mọi người xem thêm một số màu rồi Hà cập nhật giá luôn nha. Ở đây Hà có cho mình rất là nhiều màu đẹp luôn ha mọi người. Trắng ngọc trai, đây là phiên bản màu zin của xe luôn ha. Xám xi măng nè, hoặc là đỏ candy, xanh candy nè, xám tím nè. Những cái màu này thực sự nhìn rất là bắt mắt. Ở ngoài Hà cam kết rất là đẹp luôn nha mọi người. Đa số khách hàng khi mà tới đây á, đều sẽ lựa được cho mình một chiếc xe yêu thích và hài lòng hoàn toàn với lại cái màu sơn cũng như là thiết kế tem ha. Còn về động cơ thì mình yên tâm bảo hành toàn quốc 3 năm 30.000 cây nha mọi người. Hiện tại thì dòng xe này đang có mức giá dao động chỉ từ 42 triệu đồng cho tới 44 triệu 500 ngàn thôi. Và mua góp mình có thể trả trước khoảng từ 5 đến 6 triệu trở lên là có xe rồi nha mọi người. Và bây giờ Hà sẽ giới thiệu thêm cái dòng Honda Winner V3 để mình tham khảo. Thì đây cũng là một dòng côn tay ha mọi người. Và em này có cái điểm đặc trưng là sẽ được trang bị hệ thống phanh ABS nha cả nhà. Là cái hệ thống chống bó cứng phanh á. Cái hệ thống này sẽ giúp người dùng an toàn hơn rất là nhiều khi mà di chuyển với tốc độ cao mà mình thắng gấp kể cả trên đường trơn trượt nha. Xe đương nhiên là cũng được trang bị khóa thông minh Smart Key với lại có cả cổng sạc. Thì ba chức năng này sẽ có trên bản cao cấp trở lên, còn bản tiêu chuẩn sẽ vẫn có khóa thông minh Smart Key cho mình nha. Đây là cái ưu điểm mà rất là thích, tại vì dù sao mình sử dụng khóa thông minh nó cũng khá là tiện lợi á mọi người. An toàn này với lại khá là tiện lợi ha. Tuy nhiên có một số khách hàng thì vẫn thích xài chìa khóa thì mình có thể cân nhắc dòng Exeter 155 mà Hà vừa giới thiệu nha. Thì dòng Winner V3 này bên Hà cũng có nhiều màu cho mình chọn nha mọi người. Xám xi măng nè, Repsol nè ha, hoặc là đỏ trắng nè, đỏ candy nè, trắng 3D nè. Hiện tại thì dòng này đang có mức giá siêu tốt luôn. Tại vì tính ra dòng côn tay có ABS, có khóa thông minh, cổng sạc rất là đầy đủ. Nhưng mà giá chỉ từ 34 triệu cho tới 38 triệu 500 thôi. Và mua góp thì mình có thể trả trước khoảng 5 triệu trở lên là có xe rồi nha. Xe này cũng được bảo hành toàn quốc tại tất cả các đại lý Honda ủy nhiệm luôn nha mọi người. Như Exeter 155 cũng vậy, cũng bảo hành toàn quốc luôn. Nói chung là xe bên Hà cho dù có sơn màu thì cũng chỉ là độ cái phần áo thôi. Còn máy móc là nguyên zin, nguyên kiện cho mình. Nên mình không có sợ ha, vẫn bảo hành đầy đủ. Và thủ tục trả góp bên Hà vô cùng đơn giản. Chỉ cần căn cước công dân gốc, đặc biệt có hỗ trợ khách hàng từ đủ 18 tuổi nha. Trước khi tới mua xe, nếu như mà coi video này xong, liên hệ với Hà đặt lịch hẹn trước qua hotline 0937 438101. Mình còn được hỗ trợ giảm thêm từ 1 đến 2 triệu chi phí đi lại nữa nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Nếu mà mình đi xe khách á, có thể đến ngay cổng 1 khu du lịch Đại Nam. Bên Hà hỗ trợ đóng vào miễn phí nha. Còn ví dụ mình ở xa quá mà mình yêu thích những cái màu xe này thì bên Hà sẽ có nhận cọc và xuất xe á. Nhưng mà để tránh lừa đảo thì nhớ liên hệ với Hà qua hotline và gặp trực tiếp Hà hãy giao dịch nha mọi người. Hôm nay thì rất vui được mọi người theo dõi hết video nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người tại cửa hàng trong thời gian sớm nhất.